còn đây. Rồi, hôm nay review một phát hai sản phẩm luôn. Thứ nhất là máy mài góc của Boss GWS 060. Và một sản phẩm rất mới mà chúng tôi còn chưa biết là sử dụng như nào. Đó là cái gì nhỉ? Tay mài giáp dây dành cho máy mài. Bộ chuyển đổi máy mài giáp dây dành cho máy mài góc Phi 100. Đập hộp. Bóc, em bóc đấy ra. Bóc một phát hai hộp đi cho nó máu. Ôi, bóc cả tem luôn à? Thôi, mình có tiền. Con này quần đùi sơ vin cũng hay cho phết nhỉ. Nhân viên của Boss. Mà cả Boss. Lẽ ra là để nó đập hộp con Boss là hợp lý hơn. Xin lỗi nhá, không phải nhân viên của Boss đâu. Anh em PR Boss một tí. Không có đội Boss nghe thấy lại mắng chết. Lại bảo trung tâm bảo hành đang Nga nó bôi nhọ Boss. Nhìn hơi bị hầm hố luôn đúng không? Bộ này vỏ bọc thì bằng nhựa. Nhưng khung bên trong thì bằng... Cái này có phải tháo ra chứ. Khung bên trong bằng gang đúng không? Khung bên trong bằng hợp kim nhôm. Nhôm à? Được dán cái lớp đế bằng... Carbon. Carbon, tấm carbon. Theo đúng như là bên Makita gọi hoặc là bên Boss gọi thì đây gọi là carbon. Có 3 đầu. Cái đầu này khả năng là để chuyên để mài mài đường tròn. Mài đường tròn đây. Chắc là mài đường tròn. Một đầu là cũ để mài hình tròn luôn. Không, đây không phải mài đường tròn mà đây là mài góc. Còn đây là mài phẳng. Bây giờ lắp ráp cái gì? Đây, đang thử xem em nó hoạt động cái gì. Đơn giản là cứ lắp vào mà chạy thôi. Bọn tàu nó bảo thế. Máy của Boss sản xuất ở Trung Quốc. Và bộ chuyển đổi mài giáp dây cũng 100% của Trung Quốc luôn. Bộ này thì khá là rẻ so với cái công của mình làm ra. Nhưng mà vẫn có nhiều anh chê đắt. Và chúng tôi sẽ thử xem là nó đắt được gì. Dùng sướng, hình như con này nó còn giới thiệu là còn chỉnh được cả góc cầm luôn đấy. Chỉnh được mà, nhưng mà thôi, mình cứ nắp này đi. Góc cầm thì anh em nào sử dụng khắp biết ngay. Cái này để xả bụi à? Ờ, không biết đâu. Anh nghĩ thế. Mày xem có cái hướng dẫn nào không? Hướng dẫn sử dụng. Không có. Chỉ có hình thôi. Được rồi, cứ bỏ qua nó đi. Trong qua thì cũng dễ lắp đấy. Mỗi tôi chả hiểu gì. Chúng ta lắp cái này là cần phải chặt nha các bạn nhá. Úi da. Rồi, có này là được rồi đấy. Không nói gì đến cái phần ống hút bụi. Lắp đây, nhìn lắp đây. Đúng rồi đấy, con này hút được bụi đấy. Con này á, hút ra được bụi. Nếu như mà lắp máy hút bụi vào là hút được. Sao không được? Tin không? Cũng có thể. Khánh ấy, chạy vào lấy con máy hút bụi ra đây. Không vừa, chân này. Chân nó lắp vào đây cơ mà. Lắp vào đây cơ mà. Thử xem nào, thử xem chân nó lắp vào vừa con máy hút bụi nhà mình. Ây da. Căng giáp. Rồi đâu, nó xò đấy. Cái này là cái gì? Chỉnh để cho nó khói. Chỉnh ra vào đấy à? Chỉnh ra vào. Mày vào xem cho anh cái con máy hút bụi đi. Xem chức năng cái ống này nó là cái gì. Cũng có thể là máy hút bụi thật. Mày thử xem nào. Thôi được rồi, cần gì phải xem máy hút bụi. Quảng cáo máy hút bụi luôn. Anh
hơi ngược để hơi ngược tay khi việc cái hộp. Nó bật rồi. Thôi, được rồi. Tôi bỏ đi. Không chạy. Nhưng mà tin là đây là cái đầu hút bụi. Bây giờ là chúng ta sẽ mài phẳng bằng cái gì đây? Sắt đi. Sắt nha. Chỉnh ra cái nào. Đó. Đó. Anh thắng cái gì đó, thắng vào dưới đi anh một quanh. Như vậy khoảng cây xăng này chạy luôn rồi. Nếu anh em là mà đâu nhanh quét à thế nào mà nó phát được cái chất chất thế nào mà chất thế nào thì mày đâu cái mày đó. Review mấy con này xong thì chết vì viêm phổi. Quá là bụi. Bây giờ thử mày đầu mày cho ra lắp đầu mày. Anh em về nhờ sử dụng nhớ đeo khẩu trang và phòng bụi đấy nhá. Ta bỏ cái này xuống đi em ơi. Không khi từ mai là mỗi thằng một cái mặt nạ phòng độc. Tôi review mấy con bụi này. Bụi phòng độc để chống bụi. Bây giờ thử thay đầu. Chắc là thử thay thêm một đầu nữa thôi. Xong rồi nghỉ. Thay đầu này đi, xong đẹp đẹp. Hai lần mở xong rồi cái hộp này tan nát luôn. Khánh làm sai. Đóng vào này. Ui. Mỏi quá. Hình như là cái cong cong nó phải quay xuống. Lên cái xuống được. Quay xuống, con lên thì hợp lý hơn. Quay xuống thì mình sẽ ốp nó xuống được. Vậy. Bây giờ nếu mà quay như thế này này. À cũng được. Đấy. Cầm thử thôi, cầm. Đấy. Rồi.
máy ống. Quay một cái thì mài ấy, chắc là phút mốt là xong. Thôi, rồi đấy. Rất tiếc là cái đường kính của cái rát nó chỉ là 1 cm. Alo. Thôi rồi, nghỉ đi. Vừa rồi.